chào quý vị và các bạn đang theo dõi Trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện bầu cử tại Hoa Kỳ vẫn chưa dừng lại. Đây là một bài thú vị về cá độ trong bầu cử Mỹ. Còi bói, thua sang nghề, cờ bòi vì ôm về 85 triệu Mỹ Kim. Một con cá voi Pháp đã kiếm được 85 triệu đô la từ chiến thắng của Trump. Một nhà giao dịch trên Polymarket đã qua mặt toàn bộ ngành thăm dò ý kiến. Anh ta nói chuyện với Joe Nocera. Vào ngày 15 tháng 10, 3 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, Ashley Gross nghe nói rằng một người Pháp muốn tiến hành một nghiên cứu với công ty nơi cô làm việc, YouGov. Trong một email, khách hàng tiềm năng nói với công ty rằng anh ta muốn thăm dò cuộc bầu cử hiện tại của Hoa Kỳ, tập trung vào 3 tiểu bang dao động, cụ thể là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, điều tra hiệu ứng cử viên nhút nhát trong 7 ngày tới. Càng nhanh càng tốt, anh ta viết, chẳng mấy chốc, Gross, tổng giám đốc đơn vị nghiên cứu khoa học của YouGov, thấy mình đang họp qua Zoom với người đàn ông Pháp, nơi cô đồng ý tiến hành cuộc thăm dò ý kiến mà anh ta muốn. Những gì cô tiếp tục khám phá ra về cuộc thăm dò ý kiến của mình đã khiến anh ta đặt cược lớn nhất từ trước đến nay vào một cuộc bầu cử. Anh ta cược rằng Donald Trump sẽ thắng và thắng lớn. Tôi đã có niềm tin, con cá voi cực lớn nói với tôi qua điện thoại vào tuần trước. Vì vậy, tôi đã cược rất nhiều tiền. Một thương nhân sống ở châu Âu có thể dự đoán được một chiến thắng quyết định như vậy, khi mọi nhà thăm dò ý kiến, chuyên nghiệp lớn đều dự đoán một kết quả hòa là một trong những câu chuyện đáng ngạc nhiên nhất trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Bây giờ, người đàn ông Pháp này đang tiết lộ với The Free Press những chi tiết độc quyền về cách anh ấy đã làm được điều đó. Trong cả cuộc trò chuyện qua điện thoại và email, tôi phát hiện ra anh ấy là một thương nhân muốn sử dụng bút danh Théo, vì anh ấy nói rằng việc tiết lộ danh tính của mình sẽ làm xáo trộn cuộc sống của tôi, vì gia đình và bạn bè tôi không biết về mức độ giàu có của tôi. Nó cũng sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự an toàn của tôi và con cái tôi. Quay trở lại tháng 10, Grosse, người biết danh tính thực sự của Théo, đã nói với anh ấy rằng rất khó để đánh giá sở thích của những người được gọi là bầu cử nhút nhát. Những người không thể liên lạc được hoặc từ chối nói chuyện với những người thăm dò ý kiến. Nhưng Théo cho biết anh ấy có một ý tưởng. Anh ấy đã thấy một số tài liệu học thuật về thăm dò vòng tròn xã hội. Trong đó, những người thăm dò ý kiến không chỉ hỏi mọi người rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ai, mà còn hỏi họ nghĩ những người quen của họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Những cuộc thăm dò đó đã diễn ra tốt đẹp. Ông muốn nhóm của Gross làm điều gì đó tương tự. Hỏi những người ở 3 tiểu bang dao động rằng họ nghĩ hàng xóm của họ đang có kế hoạch bỏ phiếu cho ai. Sau đó, Gross nói với tôi rằng bà thấy ý tưởng của ông thú vị về mặt trí tuệ. Nhưng bà hoài nghi rằng câu hỏi về hàng xóm sẽ không phát hiện ra điều gì hữu ích. Nhưng theo tin rằng nó sẽ làm lộ ra sự ưu tiên lớn dành cho Trump hơn, Kamala Harris đang ẩn giấu ngay trước mắt. Với tôi, rõ ràng là hầu hết các cuộc thăm dò đều có lợi cho Harris bằng cách bỏ qua hiệu ứng cử viên Trump nhút nhát, ông viết cho tôi trong một email. Điều mà Gross không biết, điều mà không ai biết vào thời điểm đó, là lý do ông ủy quyền cho cuộc thăm dò. Ông đã đặt cược hàng triệu đô la với Polymarket, thị trường dự đoán phổ biến. Ngay cả trước khi tham gia YouGov, ông đã đặt cược 30 triệu đô la vào Trump. Khi ông thấy kết quả của câu hỏi về hàng xóm vào cuối tháng 10, ông đã đặt cược tận tay, sử dụng 11 tài khoản tiền điện tử khác nhau để nâng số tiền cược của mình lên 80 triệu đô la. Trên thực tế, ông ấy rất tự tin rằng Trump sẽ thắng. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã bán hầu như toàn bộ tài sản thanh khoản của mình để huy động 80 triệu đô la cho vụ cá cược của mình. Và thế là vào ngày 6 tháng 11, khi Trump đã giành chiến thắng, Theo đã tăng gấp đôi số tiền của mình, thu về con số khổng lồ 85 triệu đô la. Ông ấy không chỉ cược rằng Trump sẽ giành chiến thắng tại đại cử tri đoàn, mà còn cả số phiếu phổ thông. Ông ấy cũng đặt cược vào việc Trump sẽ giành chiến thắng tại 3 tiểu bang dao động Rust Belt. Vào đêm trước cuộc bầu cử, Nate Silver cho biết cuộc đua hoàn toàn là một sự cân nhắc.
Theo hiểu rõ hơn. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi đã hỏi Theo về câu chuyện đằng sau của anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng, hai thập kỷ trước, anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà tài chính tại phố Wall, làm việc cho một công ty lớn mà anh ấy từ chối nêu tên. Đây là một trong những chi tiết mà anh ấy không muốn nói với tôi vì sợ rằng ai đó có thể nhận ra anh ấy. Khi trở về Pháp, anh ấy đã bắt đầu kinh doanh riêng tại Paris. Sau đó anh ấy đã bán công ty. Khi tôi hỏi anh ấy kiếm sống bằng cách nào hiện nay, anh ấy nói, tôi tự quản lý tiền của mình. Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy giao dịch trái phiếu, hàng hóa, hợp đồng tương lai dầu mỏ, tiền điện tử, hầu như bất kỳ thứ gì có thể mang lại lợi nhuận. Trước khi đặt cược vào Polymarket, anh ấy nói rằng, các giao dịch của anh ấy đã cộng lại thành lợi nhuận 16 triệu đô la vào năm 2024. Với giọng Pháp đặc sệt, Theo đôi khi có thể hơi khó hiểu. Nhưng anh ấy nói rõ rằng, anh ấy cảm thấy mình xứng đáng với số tiền mình đã thắng, vì anh ấy đã qua mặt ngành thăm dò ý kiến của Hoa Kỳ. Nói về tính toán của mình rằng, các tiểu bang giao động bức tường xanh ở vành đai Gisette đều sẽ ủng hộ Trump, anh ấy đã hỏi tôi trong một email, tại sao tôi là người duy nhất nghĩ đến việc tính toán tỷ lệ cược như tôi đã làm? Ông ấy nói với tôi rằng, ông này ra ý tưởng tính toán hiệu ứng cử viên nhút nhát từ công trình của một nhóm nghiên cứu tại Viện Santa Fe, MIT và Đại học Nam California, Dornsife. Từ năm 2016, nhóm đã tiến hành cuộc thăm dò ý kiến 2 năm một lần, hỏi mọi người, tỷ lệ phần trăm vòng tròn xã hội của bạn sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào? Theo một bài báo do hai thành viên trong nhóm viết, vào năm 2016 và 2020, câu hỏi, vòng tròn xã hội, dự đoán kết quả của cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc tốt hơn các câu hỏi truyền thống. Điều này không chỉ đúng ở Hoa Kỳ, mà còn đúng ở châu Âu, nơi nhóm đã đạt được thành công tương tự khi sử dụng cuộc thăm dò vòng tròn xã hội trong 4 cuộc bầu cử ở châu Âu. Mirta Galesic, một trong những thành viên của nhóm, đã mô tả câu hỏi vòng tròn xã hội là ví dụ về một khái niệm nổi tiếng có tên là trí tuệ của đám đông. Như James Sirariki kể lại trong cuốn sách The Wisdom of Crowds của mình, nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi một nhóm người lớn được yêu cầu đoán một điều gì đó, chẳng hạn như có bao nhiêu viên kẹo dẻo trong lọ thủy tinh, hoặc một món đồ nặng bao nhiêu, thì ước tính của nhóm thường khá gần nhau, mặc dù các phỏng đoán của cá nhân rất khác nhau. Câu hỏi về hàng xóm cũng vậy, trí tuệ của đám đông phát huy tác dụng. Theo báo cáo mà YouGov chuẩn bị cho Theo, được chia sẻ độc quyền với The Free Press, sự khác biệt giữa cách mọi người nói rằng họ sẽ bỏ phiếu và cách họ nghĩ rằng hàng xóm của họ sẽ bỏ phiếu là rất lớn. Ví dụ, tại Michigan, khoảng một nhanh 200 người được thăm dò đã chọn Kamala Harris thay vì Donald Trump với tỷ lệ 3%, 49-46. Nhưng khi được hỏi hàng xóm của họ sẽ bỏ phiếu cho ai, họ đã chọn Trump với tỷ lệ 52-37. Tại Pennsylvania, cùng một số lượng người đã đưa ra lựa chọn tương tự. Họ ủng hộ Harris với tỷ lệ 49-47, nhưng tin rằng hàng xóm của họ ủng hộ Trump với tỷ lệ 52-37. Tại Wisconsin, câu hỏi thăm dò truyền thống cho thấy Trump đã vượt qua Harris với tỷ lệ 48-47%, nhưng đã đè bẹp bà với tỷ lệ 52-36% trong cuộc thăm dò ý kiến hàng xóm. YouGov đã thêm Bắc Carolina vào 3 tiểu bang giao động với kết quả tương tự. Đối với Theo, điều này đã xác nhận nghi ngờ của ông. Ông nói với tôi trong một email rằng kết quả của câu hỏi về hàng xóm hoàn toàn phù hợp với giá thị trường trên Polymarket tại thời điểm đó, khi tỷ lệ Trump giành chiến thắng ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đều nằm trong khoảng từ 55% đến 60%. Điều này trái ngược hoàn toàn với các cuộc thăm dò thông thường, cho thấy tỷ lệ hòa 50-50 ở các tiểu bang này. Với cuộc thăm dò của YouGov trong tay, Theo đã sử dụng kiến thức tài chính của mình để tính toán. Nếu phần lớn mọi người nghĩ rằng khu phố của họ sẽ ủng hộ Trump, thì khả năng Harris giành chiến thắng ở cả 3 tiểu bang giao động bức tường xanh là rất thấp. Nếu Trump có 60% cơ hội chiến thắng ở mỗi tiểu bang, như cả cuộc thăm dò của Polymarket và hàng xóm của ông
đều cho thấy. Điều đó có nghĩa là Harris có nhiều nhất 10% cơ hội chiếm được toàn bộ bức tường xanh mà bà phải bẫy để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Do đó, theo tính toán rằng Trump có 90% cơ hội chiến thắng. Không chỉ vậy, ông còn tính toán rằng Trump có 65% cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông. Với sự giúp đỡ của Gross, Theo thực sự đã phát hiện ra cử tri nhút nhát của Trump. Một con cá voi Pháp đã kiếm được 85 triệu đô la từ chiến thắng của Trump như thế nào? Qua YouGov. Vậy thì làm sao các chuyên gia lại sai lầm đến vậy? Harry Crenn, một giáo sư thống kê và chuyên gia thăm dò tại Đại học Rutgers, đã trích dẫn một khái niệm gọi là hiệu ứng bầy đàn, nơi tất cả những người thăm dò đều tụ tập xung quanh nhau. Những người thăm dò cạnh tranh với những người thăm dò khác, ông nói với tôi. Nếu bạn sai, điều duy nhất thực sự quan trọng là không ai khác đoán đúng. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các cuộc thăm dò đều cách nhau 1 hoặc 2 điểm. Khi Theo đi ngủ vào đêm diễn ra cuộc bầu cử, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không gặp khó khăn gì khi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã kiệt sức về mặt tinh thần và thể chất sau 2 tháng nghiên cứu chuyên sâu và những vụ cá cược khổng lồ, ông ấy nói. Ông ấy nói thêm rằng ông ấy vừa lo lắng vừa phấn khích, nhưng khi ông ấy nhắm mắt lại, một cụm từ tiếng Latin nổi tiếng hiện lên trong đầu ông ấy: Alea jacta est. Con xúc sắc đã được đúc. Khi ông ấy thức dậy vào sáng hôm sau, ông ấy đã giàu hơn 85 triệu đô la. Tôi không phải là người ủng hộ Trump, Theo nói với tôi trong một trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi không có chương trình nghị sự chính trị. Tôi làm vậy để kiếm tiền. Khi tôi xem xét các giao dịch khả thi, cuộc bầu cử mang lại cơ hội lớn nhất. Rủi ro phần thưởng rất tốt. Và Polymarket là nơi duy nhất tôi có thể đặt cược số tiền đó. Nhưng người ta vẫn nói ở phố Wall, đó là điều không cần phải suy nghĩ. 2 năm trước, Polymarket đã ký một sắc lệnh đồng ý với chính phủ Hoa Kỳ ngăn cản công ty này nhận cược từ người Mỹ. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cho rằng các hợp đồng thị trường cá cược về cơ bản là các hợp đồng phái sinh và phải được CFTC quản lý. Một thị trường dự đoán khác, CalSI, đang phản đối chỉ định đó tại tòa án và đã có thể chấp nhận cược từ người Mỹ khi tòa phúc thẩm đồng ý với công ty. Vụ kiện vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, ngay cả khi không có người cá cược người Mỹ, Polymarket vẫn có rất nhiều thanh khoản. Đó là điều Zumais. Theo cần để chắc chắn rằng ông sẽ được trả tiền nếu thắng cử. Thật vậy, một ngày trước cuộc bầu cử, khối lượng giao dịch của Polymarket đã vượt qua 3 tỷ đô la, với tổng số tiền cược vào Trump lên tới khoảng 1,3 tỷ đô la. Một tuần sau cuộc bầu cử, FBI đã đột kích vào nhà của giám đốc điều hành Polymarket, Shane Copeland, lấy đi máy tính và điện thoại của ông, mặc dù ông không bị bắt. FBI chưa bình luận về cuộc đột kích, nhưng một phát ngôn viên của Polymarket gọi đó là sự trả thù chính trị rõ ràng của chính quyền sắp mãn nhiệm đối với Polymarket. Vì đã cung cấp một thị trường đã dự đoán chính xác cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vào những tuần trước cuộc bầu cử, khi những khoản cược khổng lồ của Theo đã đưa tỷ lệ cược vào Polymarket có lợi cho Trump vượt qua mốc 60%, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng có ai đó đang cố gắng thao túng cuộc bầu cử bằng cách tạo động lực cho Trump. Theo tức giận đến mức gọi cho The Wall Street Journal và phủ nhận rằng ông bị thúc đẩy bởi chính trị. The Journal gọi ông là cá voi Trump, cũng chỉ biết ông qua bút danh của ông. Vào ngày sau cuộc bầu cử, ông lại nói chuyện với tờ The Wall Street Journal, lần đầu tiên tiết lộ sự phụ thuộc của ông vào câu hỏi về hàng xóm, mà không tiết lộ nhiều chi tiết khác. Trong các cuộc nói chuyện và email với tôi, quan điểm chính của ông là ngành thăm dò ý kiến đã trở thành một tổ chức tinh hoa khác, đang làm xói mòn niềm tin của người Mỹ và cần phải cải thiện. Mặc dù một số đơn vị thăm dò ý kiến đã đưa câu hỏi về hàng xóm vào, nhưng họ phần lớn đã bỏ qua tầm quan trọng của nó. Theo cảm thấy những đơn vị thăm dò ý kiến nên bắt đầu biến câu hỏi về hàng xóm thành một thước đo quan trọng để đánh giá kết quả. Sau nhiều tháng phân tích sâu rộng phương tiện truyền thông Hoa Kỳ và thăm dò ý kiến,
với tư cách là một người châu Âu, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của mình, ông nói với tôi. Từ góc nhìn bên ngoài này, tôi đã thấy những câu chuyện thiên vị có thể bóp méo sự hiểu biết của công chúng và tạo ra sự ngờ vực trong công dân như thế nào. Tuy nhiên, ngay cả khi không có người cá cược người Mỹ, Polymarket vẫn có rất nhiều thanh khoản, đó là điều. Theo cần để chắc chắn rằng ông sẽ được trả tiền nếu thắng cử. Thật vậy, một ngày trước cuộc bầu cử, khối lượng giao dịch của Polymarket đã vượt qua 3 tỷ đô la, với tổng số tiền cược vào Trump lên tới khoảng 1,3 tỷ đô la. Một tuần sau cuộc bầu cử, FBI đã đột kích vào nhà của giám đốc điều hành Polymarket, Shane Copeland, lấy đi máy tính và điện thoại của ông, mặc dù ông không bị bắt. FBI chưa bình luận về cuộc đột kích, nhưng một phát ngôn viên của Polymarket gọi đó là sự trả thù chính trị rõ ràng của chính quyền sắp mãn nhiệm đối với Polymarket vì đã cung cấp một thị trường đã dự đoán chính xác cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vào những tuần trước cuộc bầu cử, khi những khoản cược khổng lồ của Tháo đã đưa tỷ lệ cược vào Polymarket có lợi cho Trump, vượt qua mốc 60%, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng có ai đó đang cố gắng thao túng cuộc bầu cử bằng cách tạo động lực cho Trump. Theo tức giận đến mức gọi cho The Wall Street Journal và phủ nhận rằng ông bị thúc đẩy bởi chính trị. The Journal gọi ông là cá voi Trump, cũng chỉ biết ông qua bút danh của ông. Vào ngày sau cuộc bầu cử, ông lại nói chuyện với tờ The Wall Street Journal, lần đầu tiên tiết lộ sự phụ thuộc của ông vào câu hỏi về hàng xóm mà không tiết lộ nhiều chi tiết khác. Trong cả cuộc nói chuyện và email với tôi, quan điểm chính của ông là ngành thăm dò ý kiến đã trở thành một tổ chức tinh hoa khác đang làm xói mòn niềm tin của người Mỹ và cần phải cải thiện. Mặc dù một số đơn vị thăm dò ý kiến đã đưa câu hỏi về hàng xóm vào, nhưng họ phần lớn đã bỏ qua tầm quan trọng của nó. Theo cảm thấy, những đơn vị thăm dò ý kiến nên bắt đầu biến câu hỏi về hàng xóm thành một thước đo quan trọng để đánh giá kết quả. Sau nhiều tháng phân tích sâu rộng phương tiện truyền thông Hoa Kỳ và thăm dò ý kiến với tư cách là một người châu Âu, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của mình, ông nói với tôi. Từ góc nhìn bên ngoài này, tôi đã thấy những câu chuyện thiên vị có thể bóp méo sự hiểu biết của công chúng và tạo ra sự ngờ vực trong công dân như thế nào. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với một số chuyên gia, tôi không chắc họ sẽ tiếp thu lời khuyên của ông. Kristen Soltis Anderson của Echelon Insights đã hạ thấp tính hữu ích của câu hỏi về hàng xóm, nói trong một email rằng nó không phải là sự thay thế cho một câu hỏi bỏ phiếu thông thường. Và chỉ ra rằng số phiếu phổ thông xịt sao hơn nhiều so với câu hỏi về hàng xóm. Nhưng tất nhiên, các cuộc bầu cử không được quyết định bằng số phiếu phổ thông ở Hoa Kỳ, mà là đại cử tri đoàn mới là điều quan trọng. Ashley Grosser nói với tôi rằng bà nghĩ ngành thăm dò ý kiến thực sự đã hoạt động tương đối tốt trong năm nay. Xét cho cùng, số phiếu phổ thông rất xịt sao và hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy điều đó. Đó là sự khác biệt dòng là 2 hoặc 3 điểm, bà nói. Thực sự không tệ đến vậy. Nhưng bà hiểu rằng, xét đến quy mô chiến thắng của Trump, hầu hết mọi người đều không nhìn nhận theo cách đó. Khi tôi hỏi Gross cách bà giải thích kết quả thăm dò ý kiến hàng xóm, bà đã cố gắng tìm câu trả lời. Bà nói rằng, có lẽ là vì những người theo đảng Dân Chủ ở Michigan thường sống trong các khu phố không đồng nhất, và họ biết rằng nhiều người hàng xóm của họ sẽ bỏ phiếu cho Trump. Sau đó, cô dừng lại một lúc để suy ngẫm về thất bại lớn của ngành mình. Những gì bạn bắt đầu thấy là bức chân dung của nước Mỹ mà những người thăm dò ý kiến không thấy. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Xin cảm tạ.